thế giới đột nhiên thay đổi, khát vọng sinh tồn bùng cháy. Biên niên sử trái đất năm 2032, một sự thay đổi lớn bất ngờ quét qua thế giới. Tôi đã hồi phục sau cơn cảm lạnh trong 2 ngày qua ở nhà. Hôm nay cảm thấy tốt hơn nhiều. Tôi lấy điện thoại ra và không có tín hiệu. Rất lạ. Tôi vừa thanh toán phí cách đây vài ngày. Có một tiếng động lớn bên ngoài, làm tôi hoang mang. Nhìn ra ngoài cửa sổ thật nhanh, ông tôi đâm thẳng vào cửa hàng. Một số người tụ tập xung quanh đó, chuyển động cứng ngắc. Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của họ. Tôi thấy mặt họ xám xịt, nhãn cầu màu vàng. Có người trên xe mở cửa chạy ra ngoài, ngã xuống vì quá hoảng sợ. Trước khi anh kịp đứng dậy, một số người xung quanh đó lao về phía trước, đè anh ta xuống để cắn anh ta. Cứu mạng! Tiếng kêu cứu đã thu hút nhiều người cũng lạ không kém. Không lâu sau, người bị giữ lại, anh ấy đã trở nên giống họ. Từ zombie đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Điều này không khác gì cốt truyện trong phim và chương trình truyền hình. Bị sốc, tôi thấy rằng không có ai xuất hiện ở xung quanh đây cả. Chỉ là những thây ma lang thang, có phải tất cả họ đều giống nhau không? Trốn sau cửa sổ và sợ hãi nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy cảnh này, cảm thấy vô cùng nặng nề, chẳng trách điện thoại không có sóng. Hóa ra thế giới hoàn toàn hỗn loạn. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, ngồi hàng giờ trên ghế sofa, thường xuyên điều chỉnh tâm lý mình, buộc bản thân phải chấp nhận sự thật trước mắt. Dần dần nỗi sợ hãi trong lòng tôi dần tan biến. Một kiểu đấu tranh trong thời kỳ khó khăn lại bắt đầu nảy sinh, niềm đam mê sinh tồn. Tôi có một số ý tưởng. Một, đây là thế giới sau khủng hoảng. Tiền giấy là giấy vụn, vàng và các loại đồng, sắt khác. Thứ quý giá nhất là thức ăn và nước ngọt. Tất cả những gì tôi còn lại trong tủ lạnh là vài chai nước và 2 ổ bánh mì. Rõ ràng là nó không thể kéo dài 2 ngày. 2, trong môi trường này, lòng người đã thay đổi mạnh mẽ. Hãy cảnh giác với mọi người. 3, muốn sống sót, bạn phải tích trữ những vật dụng hữu ích, có thể duy trì nó. 4. Tránh xa các khu đô thị bị nhiễm zombie, tìm một nơi tương đối an toàn. Bây giờ chỉ nghĩ về những điều này. Bây giờ tôi cần lập một kế hoạch nhỏ trước. Đầu tiên, cần ra ngoài thu thập vật tư, ít nhất đến cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới, thu thập một số thực phẩm và nước ngọt, vượt qua những khó khăn trước mắt trước. Sau đó thực hiện các kế hoạch tiếp theo. Thế là tôi tìm thấy một cây gậy tự vệ và một cái búa. Tôi tìm thấy một chiếc vali lớn khác, rồi đến bên cửa sổ, quan sát tình hình mới nhất bên ngoài. Sau khi đã sẵn sàng, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và hít một hơi thở sâu. Tôi bước ra khỏi phòng với lòng quyết tâm. Thế giới đột nhiên thay đổi, khát vọng sinh tồn bùng cháy. Do cảm lạnh, mấy ngày không ra ngoài, thế giới hỗn loạn rồi. Thấy nhà không có gì ăn, nhận ra không muốn chết đói, tôi phải ra ngoài thu thập thực phẩm và vật dụng hữu ích. Bước ra khỏi phòng, tôi quan sát xung quanh một cách cẩn thận, hành lang vắng lặng, không tìm thấy zombie. Tôi xách túi một tay, giữ chặt cây gậy một tay, đi nhẹ nhàng lên cầu thang. Tôi sống ở tầng 4, khi đến tầng 3, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Có âm thanh ở tầng 3, tôi thấy cửa nhà hàng xóm trên tầng 3 hé mở, có tiếng lạch cạch ở bên trong. Mặc dù âm thanh không lớn lắm, nhưng tôi vẫn nghe rõ. Mặc dù tôi không quen những người hàng xóm ở tầng 3, nhưng tôi có một số ấn tượng. Đó là một cặp vợ chồng trẻ, có một chiếc xe địa hình đẹp. Tôi lặng lẽ bước vào cửa, không có ai trong phòng khách, âm thanh phát ra từ hướng phòng ngủ. Tôi lặng lẽ lại gần phòng ngủ, mở cửa phòng ngủ thật chậm. Tình hình bên trong thực sự làm tôi sốc. Cặp đôi đã biến thành zombie, đi lại trên sàn nhà. Các đồ dùng trên sàn bị đá và tạo ra âm thanh lạch cạch. Đó là nơi âm thanh phát ra. Hai zombie thấy tôi, nhấc chân lên và đến gần tôi hơn. Tôi có thể chọn chạy trốn, nhưng linh cảm nói với tôi rằng tôi nên tiêu diệt chúng. Tôi mở cây gậy, đập lên xuống vào đầu zombie. Zombie đã gục ngã, căn phòng chợt trở nên yên tĩnh, tay tôi đang run. Mặc dù tôi đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý trước khi ra ngoài, nhưng nó thực sự xảy ra trước mặt tôi, tim tôi vẫn đập điên cuồng. Chắc chắn có những vật dụng tôi cần trong ngôi nhà này, và chiếc xe địa hình đó rất hữu ích. Tôi cần tìm chìa khóa xe. Bình tĩnh lại một chút, đôi mắt tôi dần trở nên vững chắc hơn. Chìa khóa xe rất dễ tìm. Tôi cũng thấy trong tủ lạnh có nhiều thức ăn và nước uống. Tôi bỏ tất cả những thứ hữu ích vào túi của mình. Tôi phải mất 2 lần chuyển đồ mới hoàn tất việc đó. Cảm thấy hơi mệt, tôi nằm nghỉ trên ghế sofa. Với những vật dụng này, nỗi lo lắng trong tôi dường như đã vơi đi rất nhiều. Nghỉ một chút xong, tôi lại bước ra khỏi phòng.
Lần này mục tiêu là cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới, bởi vì nó vừa mới bùng phát. Vì vậy không có quá nhiều zombie trên đường phố, thật dễ dàng để đi xung quanh chúng. Tôi nhanh chóng đến gần cửa hàng tiện lợi, đưa tay đẩy cửa, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa. Tiếng ồn đã thu hút một số thây ma gần đó. Họ tiến về phía tôi theo hình vòng cung. Nhiều zombie hơn, có vẻ như tôi cũng nhận ra. Tất cả họ bắt đầu tụ tập về phía tôi, chưa có thời gian để phản ứng. Tôi đã bị bao vây bởi zombie. Tôi đã nghĩ quá nhiều. Zombie đang ở rất gần. Tôi hơi tuyệt vọng. Trong thế giới rắc rối này, một sai sót nhỏ có thể khiến bạn mất mạng. Nếu bị zombie cắn, sẽ bị nhiễm bệnh. Tôi đã bị sốc. Rất hối tiếc. Tất cả là do tôi vì quá liều lĩnh, đánh giá thấp sự nguy hiểm. Tôi sắp chết ở đây sao? Thế giới đột nhiên thay đổi. Khát vọng sinh tồn bùng cháy. Để sinh tồn, tôi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, phát hiện ra hàng xóm ở tầng dưới đã biến thành zombie. Tôi lấy đồ và chiếc xe của họ, vì vậy chọn cách hạ chúng. Khi xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới để lấy đồ ăn, nhưng đã đánh giá thấp rủi ro. Kết quả là rơi vào cảnh này. Tôi sẽ chết ở đây ư? Tôi không thể chết, nhưng có rất nhiều zombie chặn đường. Chiến đấu một đám này chỉ với vũ khí thô sơ trong tay, không thể không bị thương. Và bị thương đồng nghĩa với việc biến thành zombie. Tôi gắng hết sức để kìm nén sợ hãi, cố gắng để bình tĩnh lại. Tôi nhìn quanh, chiếc xe đó ở cạnh tôi. Tôi đã hét lên. Việc có thể trốn thoát hay không phụ thuộc vào chiếc xe này. Tôi cố gắng hết sức mình, sử dụng cây gậy để tiêu diệt những thây ma gần tôi nhất. Không dám ở lại, lao nhanh ra phía trước xe, leo vút lên xe. Đứng trên nóc xe hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy may mắn trong lòng. Nếu muộn hơn 10 giây, tôi sẽ bị đàn zombie nuốt chửng. Có rất ít zombie ở phía bên kia của xe. Tôi vội chạy xa khỏi xe, không dám đánh nhau, né tránh và lao vào tòa nhà. Kiệt sức, tôi ngồi xuống. Sẽ ngày càng có nhiều zombie trên đường. Tôi sợ ngày mai sẽ có nhiều hơn. Việc thu gom vật tư ở đô thị sẽ ngày càng nguy hiểm. Tôi tự hỏi còn bao nhiêu người sống sót khác trong thành phố. Nhưng cơ hội ở lại thành phố và sống sót của họ sẽ rất mong manh. Khả năng trở thành zombie là rất cao. Dù sao thì tôi cũng sắp rời khỏi đây, đi đến vùng ven của thành phố có mật độ dân số thấp. Nếu bạn có thể tìm được một nơi tương đối an toàn, sẽ tốt hơn nếu chọn ở lại. Đèn trong phòng tôi nhấp nháy rồi tắt. Nước máy cũng trở nên đục. Lưu lượng nước nhỏ hơn nhiều, dường như nước và điện sẽ bị cắt bất cứ lúc nào. Một thành phố không có nước hoặc điện sẽ chỉ còn cái nịt. Tôi sẽ không trì hoãn nữa. Chiếc SUV của người hàng xóm zombie đang ở bãi đậu xe. Tất nhiên bây giờ nó là xe của tôi. Tôi đã đóng gói tất cả những vật dụng hữu ích vào xe, nhìn lại ngôi nhà của mình lần nữa, sau đó lái xe ra khỏi thành phố. Hành trình sinh tồn trong ngày tận thế chính thức bắt đầu. Một vài zombie thỉnh thoảng xuất hiện trên đường, nhưng không nhiều. Zombie chủ yếu tập trung ở các khu thương mại và khu dân cư. Có thể thấy trước, một đàn zombie sẽ sớm hình thành trong thành phố. Sẽ ngày càng có ít người sống sót hơn. Không có súng trong tay, cái kết ở lại thành phố chắc bi thảm lắm. Làm thế nào để có được vũ khí? Tôi không biết ở thành phố này có kho đạn dược không. Nhưng cục công an chắc sẽ có vũ khí. Trong tiềm thức tôi muốn dùng điện thoại của mình để tìm văn phòng đó. Nhưng nhớ ra internet đã biến mất từ lâu, mỉm cười cay đắng. Tôi chỉ có thể tìm kiếm bằng mắt thường. Nhưng thật trùng hợp, khi sắp đến rìa thành phố, tôi đã tìm thấy một đồn cảnh sát bên đường. Thế giới đột nhiên thay đổi, khát vọng sinh tồn bùng cháy, dùng chiếc xe hỏng bên cạnh để thoát chết. Điều này khiến tôi thấy rõ mối nguy hiểm ở đô thị đang gia tăng mạnh. Tôi nhanh chóng sắp xếp đồ dùng, lái xe đi. Trên đường đi, tôi suy nghĩ cách tìm vũ khí tự vệ. Và vào lúc này, tòa nhà cảnh sát bên đường lọt vào mắt tôi. Bây giờ đã là đêm khuya, cả thành phố mất điện. Tòa nhà này cũng tối. Sẽ là không khôn ngoan nếu đi vào lúc này, học hỏi từ những sai lầm, không chấp nhận rủi ro không cần thiết. Điều quan trọng là lập kế hoạch cẩn thận trước khi hành động. Bây giờ là khoảng 1 giờ sáng, tôi phải đợi đến bình minh rồi mới hành động. Tôi đậu xe ở một góc khuất, ăn cái gì đó và uống nước, sau đó ngủ và nghỉ ngơi trong vài giờ tiếp theo. Sạc lại pin, một đêm yên ắng, bầu trời đang dần sáng hơn. Tôi thức dậy và cảm thấy được phục hồi về tinh thần và thể chất. Xuống xe và khóa cửa lại, chuẩn bị hành động. Trước tiên hãy đi dạo quanh tòa nhà, nhìn vào bên trong qua nhiều cửa sổ. Nhưng tôi chỉ có thể nhìn sơ qua, bên trong giường như trống rỗng. Đẩy nhẹ nhàng cửa. Cánh cửa mở ra, không bị khóa. Không có ai xung quanh. Qua tiền sảnh, đi thẳng vào. Bên trong tòa nhà thật yên tĩnh, dường như không còn hơi thở của sự sống. Dừng lại, quan sát xung quanh, bên trái là phòng làm việc. Đột nhiên một zombie xuất hiện ở cửa sổ, gầm lên với tôi. Mục đích của tôi là tìm kiếm vũ khí và đạn dược. Zombie không thể ra khỏi phòng, không gây nguy hiểm.
Tôi cũng không quan tâm đến anh ấy. Tòa nhà này có 5 tầng. Tôi muốn bắt đầu tìm kiếm từ tầng 1. Tìm thấy một zombie khác ở hành lang, mặc đồng phục. Có lẽ anh ấy cũng đang làm nhiệm vụ. Tôi nhanh chóng hạ anh ta bằng một cây gậy, nhưng tôi không tìm thấy súng trên người anh ta. Sau khi tìm kiếm quanh, đến giờ chỉ có một số zombie được tìm thấy ở tầng 1 và tầng 2. Trước sự ngạc nhiên của tôi, đến tầng 5, đó là tầng trên cùng. Chắc chắn rồi, tôi đã tìm thấy kho vũ khí, nhưng ngăn cách bởi một hàng rào. Tôi không thể vào trong được. Tôi chỉ có thể nhìn thấy kho súng bên trái, bên phải là kho đạn. Hai thây mà bước ra từ góc, nhe răng và cào cấu tôi qua hàng rào. Họ phải có chìa khóa. Họ đã vào được bằng cách nào khác? Tôi bước về phía trước, hạ chúng bằng búa xuyên qua hàng rào. Tôi ngồi xổm xuống, tiếp cận và tìm kiếm chúng. Đúng là có chìa khóa trong túi, nhưng nó không phải là chìa khóa hàng rào. Đó là chìa khóa mở kho vũ khí bên trong. Chìa khóa của cổng hàng rào này ở đâu? Có zombie nào ở tầng dưới không? Tôi quay lại và đi đến tầng 1, mở cửa phòng làm việc. Thằng Liêu tiến tới. Tôi cho vài gõ. Nó có một chiếc chìa khóa trên đó, nhưng chúng đều là chìa khóa lối vào và lối ra ở tầng 1. Ngoài ra còn có chìa khóa nhà để xe tầng hầm. Lúc này tôi có một ý tưởng mới. Tôi muốn chiếm giữ tòa nhà này, là nơi trú ẩn của tôi. Có tìm được chìa khóa hàng rào cách ly hay không, thì đây vẫn là một nơi tốt để ở. Và nó rất gần rìa thành phố. Mật độ dân số thấp, sẽ không có quá nhiều zombie. Thế là tôi ra ngoài và lái xe vào Gaza. Sau đó quay trở lại, tất cả các lối vào và lối ra ở tầng 1 đều bị khóa trong tòa nhà này bây giờ thuộc về tôi. Tiếp theo, trên số zombie còn lại, tìm nhiều chìa khóa văn phòng. Đột nhiên mắt tôi sáng lên, có một chiếc chìa khóa được đánh dấu truy cập tầng 5. Tôi sướng như bố đẻ em bé, lấy nó và quay trở lại tầng 5. Tôi đã mở hàng rào thành công, nóng lòng muốn mở cánh cửa kho vũ khí một lần nữa. Thế giới đột nhiên thay đổi, khát vọng sinh tồn bùng cháy. Sau nhiều chuyện, tôi đã chiếm được tòa nhà này. Kho vũ khí nằm ở tầng trên cùng cũng được mở. Không nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là nơi trú ẩn của tôi. Đến kho hàng, vũ khí được trưng bày gọn gàng xuất hiện trước mặt tôi. Kho dự trữ đạn dược ở kho kia cũng rất đầy đủ. Điều này làm tôi vui lên, hân hoan. Có những thứ này có điều kiện để sinh tồn. Bạn phải biết rằng trước làn sóng zombie sắp tới, chỉ cần dựa vào cây gậy trong tay tôi, thật khó để tồn tại. Tiếp theo tôi cần dọn xác ra khỏi tòa nhà. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ ở đây hầu hết thời gian kể từ bây giờ. Còn một điều nữa cũng quan trọng, tấm bảng ở cửa tầng 1 cần được loại bỏ, để người khác không nhìn thấy. Những người cũng muốn tìm kiếm vũ khí, sẽ gây rắc rối không cần thiết. Làm xong tất cả, trời cũng đã muộn, tôi sẽ ăn cái gì đó, rồi đi ngủ. Ô tô đậu trong gara dưới tầng hầm, đồ dùng và thực phẩm của tôi đều ở trong xe, chìa khóa vào các khu vực của tòa nhà này. Cơ bản tôi có tất cả, vì vậy tôi có thể vào nhà để xe ngầm mà không cần rời khỏi tòa nhà. Tiện hơn nhiều. Sau khi ăn, tôi nằm trên ghế sofa trong văn phòng, lập kế hoạch hành động trong vài ngày tới. Thức ăn hiện tại có thể đủ được tới một tuần. Tôi phải nắm bắt thời gian để tìm kiếm những thực phẩm có thể dự trữ được lâu dài tích trữ ở đây, không ngừng cải thiện điều kiện sống của tôi. Tôi lên kế hoạch lặp đi lặp lại một lúc, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Một tia nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, chiếu sáng trên khuôn mặt của tôi. Tôi vươn vai, đêm qua ngủ khá ngon. Sau một hồi chuẩn bị, tôi lái xe ra khỏi tòa nhà. Hiển thị bảng điều khiển, lượng xăng còn lại có thể đi được quãng đường hơn 200 km. Mục tiêu của tôi ngày hôm nay là tìm kiếm trạm xăng, cửa hàng, siêu thị gần đó, vân vân. Vật dụng hữu ích, vận chuyển trở lại căn cứ của tôi. Đi khoảng 2 cây số, tôi tìm thấy một trạm xăng. Đỗ xe bên lề đường, tôi bắt đầu quan sát. Tôi đã chờ hơn 10 phút, tình hình có lẽ đã rõ ràng. Không có ai ở ngoài trạm xăng, có hai thây mà bên trong siêu thị mini trạm xăng. Một chiếc xe chở dầu đậu cạnh một siêu thị nhỏ. Có một người trong xe taxi đã biến thành zombie. Tôi đỗ xe trước cửa hàng tiện lợi, đi vào cửa hàng. Tiêu diệt hai zombie trước. Sau đó quét các sản phẩm trong cửa hàng. Có mì ăn liền, bánh mì và đồ ăn nhẹ, nước uống, nước khoáng và xúc xích giấm bông, sữa hộp và một số đồ ăn nhẹ. Ngoài ra còn có bật lửa, kẹo cao su, ba con sâu. Điều duy nhất là không tìm thấy đồ hộp nào. Có vẻ như chỉ có những siêu thị lớn mới bán đồ hộp. Tôi tìm thấy một số hộp các tông rỗng trong siêu thị, lấp đầy hàng hóa hữu ích. Khi chuẩn bị xách đồ lên ông tô, qua cửa sổ cửa hàng tiện lợi, đột nhiên tôi nhận thấy hai bóng người. Lén lút đi về phía cửa hàng. Hình như là người sống.
không phải là zombie. Tôi dừng lại, trốn phía sau kệ, đưa tay ra và kê vào tay cầm súng. Đặt ngón tay lên cò súng, lặng lẽ quan sát. Thế giới đột nhiên thay đổi, khát vọng sinh tồn bùng cháy. Tôi chiếm tòa nhà này và kho vũ khí trên tầng 5. Điều này làm tôi hạnh phúc, thiếu lương thực. Tôi tiếp tục hành động, tìm trạm xăng và cửa hàng tiện lợi gần đó. Khi chuẩn bị vận chuyển vật tư về nơi an toàn, hai người bí ẩn đã xuất hiện. Sau khi hai người bí ẩn dừng lại một lúc trước cửa, họ thực sự bắt đầu gõ cửa một cách lịch sự. Tôi có chút bối rối. Điều đó có nghĩa là gì? Giọng một người đàn ông nói. Xin chào các bạn trong cửa hàng. Chúng tôi là vợ chồng. Có chuyện muốn nói với các bạn. Trong thế giới rắc rối này, lòng người khó đoán, tôi không biết họ muốn làm gì. Vì anh ấy muốn nói chuyện, không sao, tôi chỉ cần cảnh giác là được. Nghĩ như vậy, tôi nói về phía cánh cửa, xin mời vào. Cặp đôi bước vào từ từ, đứng đối diện tôi và nhìn. Trong chốc lát người phụ nữ khẽ mỉm cười. Hãy giới thiệu bản thân trước. Tên tôi là Lonely, đây là chồng tôi Tiến Bịp. Chúng tôi là những YouTuber du lịch, đã đến thành phố này vài ngày trước để biểu diễn, nhưng đã ở lại đây để hồi phục sau cơn cảm lạnh vài ngày trước. Kết quả thật bất ngờ, một điều khủng khiếp đã xảy ra. Sau khi nghe, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Hỏi anh ấy xem cả hai người có bị cảm không? Chồng cô, Tiến Bịp hơi bối rối và trả lời là có. Hai chúng tôi bị ướt dưới mưa khi đang biểu diễn. Tôi bị cảm lạnh. Tôi trầm ngâm nói rằng điều này hơi lạ. Nó có thể là một sự trùng hợp sao? Trước sự bùng nổ của zombie, tôi cũng bị cảm lạnh. Hai bạn cũng vậy. Và không ai trong chúng ta trở thành zombie, vẫn là người sống. Hai người họ cũng bắt đầu suy nghĩ sau khi nghe điều này. Tiến Bịp nói rằng nếu theo suy đoán của bạn, trong thời kỳ này, những người bị cảm lạnh đều sống sót. Cha, mặc dù thành phố này có dân số gần 10 triệu người, nhưng số người sống sót sẽ rất rất ít. Sau sự bùng nổ của zombie, bạn là người sống sót đầu tiên chúng tôi thấy. Tôi đã nói, trước hai người, tôi chỉ thấy một người sống sót. Nhưng trong chớp mắt, anh ta đã bị zombie cắn, cũng biến thành zombie. Tiến Bịp nói suy đoán này khá đáng tin cậy. Tiếp theo, hãy để tôi nói cho bạn biết mục đích tìm kiếm bạn. Ok thôi, hãy nói cho tôi biết. Ngày càng có nhiều zombie tụ tập trong thành phố. Trong thế giới rắc rối này, không dễ để một hoặc hai người chiến đấu một mình. Ba chúng ta nên thành lập một nhóm nhỏ để làm việc chung. Có thể chăm sóc lẫn nhau. Điều này làm tăng khả năng sống sót của chúng ta. Tôi không trả lời. Tiến Bịp tiếp tục nói về hiện tại. Hãy để tôi giới thiệu bản thân mình một cách chi tiết. Trước khi trở thành YouTuber, tôi cũng đã làm nhiều nghề. Đồng thời có hiểu biết sơ bộ về tình hình ngành. Nó có thể có ích bây giờ. Bạn có thể cho tôi một ví dụ được không? Ví dụ như trạm xăng này, không thể tiếp nhiên liệu khi mất điện, nhưng tôi có cách đổ xăng vào xe, vì tôi từng làm việc ở trạm xăng. Tôi quan tâm nên hỏi làm thế nào để làm điều đó. Cấu trúc của mỗi cây xăng về cơ bản là giống nhau. Có một trạm xăng ở trên, dưới lòng đất là kho chứa dầu, hay gọi là bể chứa dầu. Nhưng không có điện, xăng từ bể chứa dầu không thể đi qua đường ống, được truyền xuống mặt đất. Vì vậy không thể tiếp nhiên liệu cho xe. Tóm lại, nếu xe của bạn muốn tiếp nhiên liệu, tôi có một cách. Sau khi tôi nghe, đồng ý với anh ấy, dù có hợp bịp, chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau. Nếu bạn muốn, bạn có thể đến nơi trú ẩn của chúng tôi, ngay trên nóc một siêu thị lớn gần đây. Ở đó có rất nhiều nguồn vật tư. Tôi vẫn không nói gì. Tiến Bịp nói tiếp, nếu bạn cần thời gian để suy nghĩ, cũng có thể trả lời chúng tôi vào ngày mai. Trưa mai tôi vẫn sẽ ở chỗ đó. Tôi nói, tốt thôi, ở đó và trưa mai, tôi sẽ cho bạn một câu trả lời rõ ràng. Tôi có một thùng xăng trong xe của tôi, tặng nó cho bạn như một món quà họp mặt. Nếu ngày mai chúng ta có thể làm một đội, tôi có một loạt kế hoạch muốn nói với bạn. Thế giới đột nhiên thay đổi, khát vọng sinh tồn bùng cháy. Tôi gặp hai người sống sót ở cửa hàng tiện lợi. Một cuộc trò chuyện khiến tôi khám phá ra một bí mật lớn. Người bị cảm trong đợt bùng phát zombie sẽ là người sống. Cặp đôi mời tôi thành lập một đội. Tôi đang cân nhắc xem có nên chấp nhận lời mời không. Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trên đường về bằng ông Tô, tôi đã cân nhắc nhiều lần lời mời của cặp đôi. Tôi có nên chấp nhận nó hay không? Trở lại nơi trú ẩn, sau khi cất vật tư, tôi đã có một bữa ăn đầy đủ. Ngồi trên ghế sofa, tôi sẽ sắp xếp những suy nghĩ của mình, lập kế hoạch cho tương lai. Xét theo tình hình hiện tại, thực sự không có quá nhiều zombie ở rìa thành phố. Nguồn cung cấp khá đầy đủ, không khó để thu thập. Nhưng còn một năm nữa hay vài năm nữa thì sao? Sau khi thu thập và tiêu thụ lâu dài, chắc chắn sẽ ngày càng ít. Nơi có nguồn nguyên liệu dồi dào và tập trung nhất, nằm ở một số khu thương mại trong thành phố.
có rất nhiều siêu thị lớn ở đó. Khi nguồn cung ở ngoại ô thành phố ngày càng khan hiếm, để tồn tại, mạo hiểm vào thành phố để thu thập vật tư là sự lựa chọn tất yếu. Nhưng gần như toàn bộ zombie trong thành phố đều tập trung ở đó. Trải nghiệm suýt bị bầy zombie cắn trong thành phố vài ngày trước, bây giờ nó vẫn làm tôi sợ hãi. Mặc dù bây giờ có một kho vũ khí, nhưng ngay cả khi một viên đạn hạ một thây ma, thì cũng cần 10 triệu viên đạn. Và hàng trăm ngàn viên đạn tôi có trong kho đây, còn lâu mới đủ, nếu tôi phải tự mình đi đến thành phố. Rủi ro thực sự là quá lớn, điều này buộc tôi phải xem xét nghiêm túc. Lời mời của vợ chồng tiến bịp, nhưng vẫn còn chưa hiểu hết và tin tưởng lẫn họ. Đây cũng là lý do tại sao tôi không dám vội nhận lời. Suy cho cùng, trong thời điểm khó khăn này, xây dựng niềm tin không hề dễ. Nghĩ một lúc, do mệt, tôi đã ngủ quên. Trưa ngày hôm sau, chúng tôi lại gặp nhau. Lần này tôi mở cửa, nói chuyện thẳng thắn. Tôi muốn biết kế hoạch tương lai của bạn. Nếu mục tiêu của chúng ta giống nhau, tôi muốn thành lập một đội với bạn. Trong thời điểm khó khăn như vậy, vấn đề ưu tiên hàng đầu tất nhiên là làm thế nào để sống sót. Vì vậy tôi tin rằng mục tiêu của chúng ta sẽ giống nhau. Tôi không bị thuyết phục. Anh ấy tiếp tục. Kế hoạch thực ra rất đơn giản. Có thể tóm tắt trong một câu, đó là tận dụng thời gian ngắn nhất. Dọn dẹp zombie trong thành phố này. Tôi đã bị sốc. Có hàng trăm ngàn viên đạn. Tôi thậm chí không dám nghĩ như vậy. Sự can đảm của cặp đôi này đến từ đâu? Họ có sức mạnh gì? Tôi trông có vẻ bối rối. Tôi hỏi, tổng cộng chúng ta chỉ có 3 người. Tiêu diệt 10 triệu zombie. Một kế hoạch điên rồ như vậy. Bạn có chắc là bạn có thể làm được không? Chắc chắn. Mặc dù rủi ro cũng rất lớn. Chúng ta đừng nói về chi tiết của kế hoạch. Tôi muốn biết bây giờ, bạn sẽ làm điều đó với chúng tôi chứ? Tôi đã nói chúng ta có thể bỏ qua các chi tiết của kế hoạch. Nhưng tôi muốn biết, bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn như vậy. Có phải chỉ để sinh tồn tốt hơn? Kể cả khi bạn không hỏi, tôi cũng muốn nói với bạn, tôi có lý do cá nhân để thực hiện kế hoạch này. Vợ tôi đang mang thai, đã kiểm tra 2 tuần trước. Vương Ngạo Thiên cảm động nói, một sự sống bé nhỏ sắp chào đời trong thời điểm khó khăn như vậy, sống sót trong thành phố đầy thây ma này. Với tư cách là cha mẹ, tâm trạng của chúng tôi thật khó tả. Tôi không muốn con tôi sống trong sợ hãi. Tôi cũng không muốn nó chơi đùa trên đường phố. Tôi lo lắng về zombie, vì vậy tôi muốn biến nơi đó thành một nơi an toàn. Trong một môi trường an toàn, cuộc sống cá nhân của chúng ta sẽ trở nên có ý nghĩa. Chúng ta có thể làm nhiều thứ, có thể trồng rau và hoa quả. Bạn có thể cố gắng khôi phục lại thành phố, tìm kiếm nguồn nước giếng an toàn. Khi chúng ta có thể giúp đỡ người khác, cũng có thể chấp nhận những người sống sót khác. Tôi thừa nhận những gì anh ấy nói, làm tôi ấn tượng. Tấm lòng của anh ấy cũng lớn hơn tôi. Điều tôi luôn nghĩ đến là sự tự bảo vệ. Còn trong kế hoạch của mình, những ý tưởng của anh là giúp đỡ những người sống sót khác. Im lặng một lúc, tôi nói có, tôi chấp nhận lời mời. Chúng ta hãy hợp tác. Cặp đôi mỉm cười. Chúng tôi đập tay. Từ giờ phút này, chúng tôi chính thức thành lập một đội.